Trải qua 70 năm với bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng đã tạo nên một bề dày đáng tự hào về thành tích dạy học, xứng đáng với danh tiếng của một nhà chí sĩ yêu nước mà trường vinh dự được mang tên Phan Châu Trinh. Những ngày qua, nhiều thế hệ học sinh đã tìm về, nhiều hoạt động sôi nổi đã được tổ chức để nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Những ngày này, sân trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn bao giờ hết với ngày hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Với những gian hàng ẩm thực, các quầy hàng quà lưu niệm ý nghĩa, các trò chơi dân gian sinh động, ngày hội đã thu hút hàng trăm lượt học sinh và các thầy cô giáo tham gia. Bên cạnh chú trọng công tác dạy học, những hoạt động ngoại khóa đặc sắc thế này luôn là nét đặc trưng của nhà trường suốt những năm qua. Em cũng giống như tất cả các bạn khác đều rất là háo hức và xúc động khi được đồng hành cùng với nhà trường tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh. Và điều đặc biệt mà em cảm nhận được trong suốt quá trình mà chứng kiến quý thầy cô và quý anh chị các bạn tổ chức cho chuỗi sự kiện này đó chính là sự tri ân cũng như là truyền thống tôn sư trọng đạo thể hiện rất rõ trong lễ kỷ niệm này. Là một giáo viên tại trường và cũng là một cựu học sinh của nhà trường, có thể nói đây là một thời điểm vô cùng xúc động, khiến cho mỗi học sinh, mỗi giáo viên cũng đều cảm giác vô cùng tự hào và trong lòng cũng sẽ có thêm nhiều cái khao khát muốn được cống hiến, tiếp tục cố gắng phấn đấu trong công tác dạy học. 70 năm hình thành và phát triển của trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh là 70 năm những truyền thống cao quý với những dấu ấn thời gian, lịch sử được nhà trường trân trọng và duy trì, phát huy. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, những ngày qua tìm về lại với mái trường thân yêu, không giấu được cảm xúc bồi hồi. Tôi nghĩ rằng học sinh thời đó cũng như thời nay, tất cả đều tự hào rằng mình là được là một học sinh Phan Châu Trinh, thì chắc chắn rằng là những bạn học sinh, những em học sinh ngày hôm nay cũng sẽ có được cái sự tự hào đó của là lớp đang gánh đi trước truyền lại, thì các em sẽ học tốt hơn nữa và sẽ đóng góp, chắc chắn tôi tin như vậy, nhiều hơn nữa so với thế hệ của chúng tôi. Dấu ấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh là tọa đàm trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh truyền thống và phát triển. Tại đây, các nhà khoa học, nhà giáo dục, các thế hệ giáo viên và học sinh trao đổi sẽ chia những kinh nghiệm, trải nghiệm, những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm phát huy truyền thống, tạo bệ phóng vững chắc cho hành trình phát triển của nhà trường trong thời đại đổi mới, thời đại công nghệ số. Và trong hành trình 70 năm đó, thì trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh đối với giáo viên và học sinh luôn phát huy và đã tạo nên những cái mốc son mới trong cái lịch sử phát triển của nhà trường. Và cũng trong cái thời gian đến, để hướng đến cái việc thực hiện cái nhiệm vụ mới, mục tiêu mới, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh chú trọng đến học sinh để phát huy được những cái giá trị của các em học sinh, những cái năng lực cũng như đó là cái việc khát vọng, say mê, sáng tạo trong các em học sinh. Cũng dịp này, nhà trường đã tổ chức khánh thành phòng truyền thống, lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với quá trình hình thành và phát triển của nhà trường trong 70 năm qua. Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 15 tháng 9, là một cột mốc quan trọng để nhà trường có đánh giá tổng quan những thành quả đã đạt được, từ đó tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, những giá trị cốt lõi đã đặt ra gắn với tư tưởng giáo dục của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.